Bình quân 9 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 26,27%, mức này cao gấp khoảng 5 lần so với lãi suất huy động ở 4 ngân hàng quốc doanh. Chỉ số này cũng tăng cao gấp nhiều lần so với các năm về trước. Cụ thể, bình quân năm 2023, giá vàng chỉ tăng 4,16%, năm 2022 cũng chỉ tăng 5,74%. Chỉ số giá vàng cũng tăng sốc so với chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số lạm phát. Tính chung, 9 tháng năm nay, chỉ số giá tiêu dùng gọi tắt là CPI chỉ tăng 3,88% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,69%. Giá vàng từ tháng 4 năm nay liên tiếp lập đỉnh, đến tháng 5 đã vượt 90 triệu đồng trên một lượng. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử của thị trường vàng Việt Nam. Hiện tại, vàng miếng SJC mua vào là 83 triệu đồng trên một lượng, bán ra là 85 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng nhẫn liên tiếp lập đỉnh, vàng nhẫn SJC mua vào là 81,6 triệu đồng trên lượng, bán ra 83,1 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng nhẫn và vàng miếng ngày càng xích lại gần. Câu chuyện thị trường vàng trên thế giới và cả Việt Nam chúng ta thời gian vừa qua là tăng trưởng tương đối nóng. Lý do chính ở đây là vì cái địa chính trị thế giới nó vô cùng phức tạp, nhiều rủi ro, nhiều bất định và khiến cho nhiều nhà đầu tư, nhiều người dân, kể cả thế giới và Việt Nam chúng ta vẫn coi vàng là kênh trú ẩn an toàn đầu tư cũng như là để phòng chống lạm phát. Thì cái này nó là một cái hiện tượng xảy ra hết sức tự nhiên. Cái thứ hai là Việt Nam chúng ta thì cũng có một chút cái đặc thù nữa, chính vì thế cái chênh lệch giá vàng ở trong nước và thế giới nó tương đối khác biệt. Và vì thế thì chính phủ, ngân hàng nhà nước cũng đã nhận diện vấn đề và tôi cho rằng đã và đang đưa ra các giải pháp tương đối đúng hướng. Đến nay, giá vàng quốc tế đã tăng gần 30%. Theo dự báo của các ngân hàng hàng đầu thế giới, kim loại quý này có thể lên tới 3.000 đô la Mỹ một ounce vào năm sau, tương đương với biên độ tăng khoảng từ 10 đến 12%. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ tỷ trọng nhỏ danh mục vào kênh trú ẩn này, đặc biệt là trong bối cảnh kim loại quý đã tăng mạnh thời gian qua. Theo dự báo trước đó của Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, Ngân hàng UOB, kim loại quý có thể đối diện với các đợt điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ngân hàng này dự báo kịch bản giá vàng sẽ thiết lập các mức kỷ lục mới có thể lên tới 2.700 đô la Mỹ một ounce trong quý 4 năm 2024 và đạt 2.800 đô la Mỹ vào đầu năm sau. Thậm chí, kim loại quý có thể đạt 3.000 đô la Mỹ một ounce vào quý 3 năm 2025. Rủi ro chính với kịch bản tích cực này là khả năng lạm phát bất ngờ tăng tốc trở lại, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải thu hẹp quy mô cắt giảm lãi suất dự kiến, do đó đồng đô la Mỹ đắt thêm và lãi suất có thể gây bất lợi cho vàng. Vì sao giá vàng nhẫn tăng chóng mặt? Chuyên gia phân tích nhiều nguyên nhân khiến giá vàng nhẫn tăng chóng mặt thời gian gần đây và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khoảng nửa tháng trở lại đây, giá vàng nhẫn gây kinh ngạc khi mỗi ngày lại lập một kỷ lục mới đắt chưa từng có trong lịch sử. Từng thấp hơn giá vàng miếng đến hơn chục triệu đồng trên một lượng, có thời điểm giá vàng nhẫn còn vượt cả vàng miếng. Phân tích nguyên nhân, các chuyên gia cho rằng giá vàng nhẫn đang chịu tác động từ việc giá thế giới tăng mạnh, liên tiếp lập kỷ lục thời đại, vượt 2.600 đô la Mỹ một ounce sau khi mà Fed hạ lãi suất. Diễn biến này đã tác động trực tiếp đến giá vàng trong nước. Tuy nhiên, do được ngân hàng nhà nước bình ổn giá nên giá vàng miếng ít biến động, chỉ còn giá vàng nhẫn chịu ảnh hưởng liên tục. Nguyên nhân tiếp theo là do sức mua của người dân tăng mạnh trong khi nguồn cung thì khan hiếm. Hiện trên thị trường, nhiều công ty vàng lớn gần như là cạn nguồn cung từ nhiều tháng qua trong bối cảnh nguồn cầu tăng mạnh. Thêm một nguyên nhân được nhiều người cho rằng góp phần khiến cho giá vàng nhẫn không ngừng leo thang, đó là do người dân khó mua vàng miếng. Hiện vàng miếng đang được ngân hàng nhà nước bán trực tiếp thông qua 4 ngân hàng và công ty SJC nhằm bình ổn giá sau thời gian dài tăng điên loạn. Hiện giá đã được bình ổn, không còn chênh lệch khủng so với thế giới, nhưng rất nhiều người dân lại phản ánh họ rất khó mua được vàng miếng, cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Không chỉ phải đăng ký trước, đáp ứng đủ những thủ tục phức tạp của ngân hàng, người mua còn phải chờ nhiều ngày và bị giới hạn lượng mua. Trong khi đó, nếu mua trực tiếp thì chỉ có thể mua được ở công ty SJC với số lượng cũng bị giới hạn. Còn những doanh nghiệp khác thì từ lâu đã dừng bán vàng miếng. Không ít người có nhu cầu mua số lượng lớn và để tránh thủ tục phiền hà đã phải tìm đến chợ đen với giá cao hơn. Theo nhiều chuyên gia, thực trạng này đã góp phần góp gió thành bão, làm giá vàng nhẫn nóng lên từng ngày. Và khi người dân có tâm lý chuyển sang tích trữ vàng nhẫn,
thì nguồn cầu sẽ tăng đột biến trong khi nguồn cung hạn hẹp đẩy giá tăng lên. Có nên mua vàng thời điểm này, tích trữ vàng nhẫn hay vàng miếng? Tích trữ vàng là một hình thức đầu tư an toàn và có thể chống lạm phát. Vàng có tính thanh khoản cao, có thể bán ra hoặc mua vào dễ dàng khi cần thiết. Vàng cũng là một loại tài sản không bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường chứng khoán, tiền tệ hay bất động sản. Ngoài ra, vàng có ý nghĩa văn hóa, tâm linh và thẩm mỹ cao, được nhiều người yêu thích và sử dụng. Có nên tích trữ vàng hay không còn tùy thuộc vào mục tiêu, sở thích của từng nhà đầu tư và thời điểm mua vàng, cụ thể như sau. Thứ nhất là mục tiêu. Vàng là kênh đầu tư an toàn và khó có biến động giá lớn trong thời gian ngắn. Tích trữ vàng đòi hỏi bạn phải giữ vàng trong một khoảng thời gian dài nhất định để có lợi nhuận mong muốn. Chính vì vậy, nếu bạn là nhà đầu tư mong muốn kiếm lời trong ngắn hạn thì tích trữ vàng có thể sẽ không phù hợp. Bạn sẽ không có tiền để đầu tư ngắn hạn nếu bỏ một lượng lớn tiền để mua vàng tích lũy. Thứ hai là ở thích. Vàng được đánh giá là tài sản đầu tư có rủi ro thấp, được kỳ vọng sẽ đem lại một khoản lợi nhuận trong tương lai cho nhà đầu tư. Đầu tư vàng phù hợp với những nhà đầu tư cho khẩu vị, thích sự ổn định và ngại các rủi ro, biến động thị trường. Các nhà đầu tư mạo hiểm chấp nhận rủi ro cao thường không chọn tích trữ vàng. Thứ ba là thời điểm mua vàng. Giá vàng đang đạt đỉnh trong những khoảng thời gian gần đây thì việc bạn mua vàng để tích trữ có thể không phù hợp. Bởi vì trong những khoảng thời gian tiếp theo, vàng sẽ khó tiếp tục tăng giá, thậm chí là giảm giá, khiến cho việc đầu tư của bạn không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng. Bạn hãy theo dõi thị trường để xác định thời điểm đầu tư vàng tốt nhất. Nên mua vàng gì để tích trữ, vàng nhẫn hay là vàng miếng? Vàng nhẫn và vàng miếng là hai loại vàng phổ biến nhất trên thị trường, tuy nhiên chúng có những đặc điểm khác nhau về giá, chất lượng, tính thanh khoản và thuế. Nên mua vàng nhẫn hay vàng miếng để tích trữ? Câu hỏi đặt ra, nhiều chuyên gia chỉ ra rằng nếu muốn tích trữ vàng để đầu tư dài hạn thì bạn nên chọn vàng miếng. Vàng miếng có giá gần bằng với giá thị trường, có hàm lượng vàng cao hơn và dễ dàng bán lại khi cần thiết. Nếu bạn muốn tích trữ vàng để sử dụng hoặc làm quà tặng, bạn nên chọn vàng nhẫn. Vàng nhẫn có thiết kế đẹp, phong phú và mang ý nghĩa về văn hóa tâm linh. Nên chọn mua vàng ở những nơi uy tín, có giấy chứng nhận chất lượng và hóa đơn đầy đủ. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người có kinh nghiệm để biết được địa chỉ mua vàng uy tín. Kiểm tra kỹ hàm lượng vàng, trọng lượng và giá của vàng trước khi mua hoặc là bán. Theo dõi biến động thị trường vàng thường xuyên để quyết định thời điểm mua bán vàng hợp lý nhất, giúp đem lại lợi nhuận cao nhất. Lưu trữ vàng ở nơi an toàn, khô ráo, không bị ăn mòn hoặc là mất cắp. Mua vàng ở đâu thì nên bán vàng ở đó, vì khi mua, bán vàng ở cùng một tiệm vàng sẽ giúp cho các bước thẩm định hay là xác định giá trị của từng loại vàng sẽ nhanh hơn. Không nên dành 100% tiền của bạn vào việc tích trữ vàng. Vàng cũng là một kênh đầu tư và nó cũng có những rủi ro nhất định. Việc bạn sử dụng tất cả số tiền để mua vàng là cực kỳ rủi ro và nguy hiểm.